đang xem video tại kênh YouTube review Review, đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các phần mới nhất nhé. Nhiệm vụ chính của người đàn ông này là ngăn ác long hắc hóa. Nhưng hệ thống cũng không nói cho hắn ta biết, trước khi ác long hắc hóa thì y là một tiểu mỹ nhân mềm mại yếu ớt. Nhìn tiểu mỹ nhân xinh đẹp trước mặt, người đàn ông thầm nghĩ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng là được rồi, còn về quá trình xảy ra chuyện gì chắc cũng không quá quan trọng đi. Đây là một thế giới tu tiên mà nhân, yêu, ma quỷ cùng tồn tại nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết là một ác long ác long vừa ra đời đã bị loài người lợi dụng bọn họ giam cầm ác long lại lấy danh nghĩa vì bình an của đời sau để bòn rút sức mạnh của ác long chính vì như vậy ác long ghét bỏ loài người y thể sẽ khiến nhân loại phải trả giá ác long dần dần trưởng thành pháp trận giam cầm y cũng yếu đi để phòng ngừa ác long báo thù hết nhóm người này đến nhóm người khác đi tới lãnh địa thuộc về ác long tiến hành hoạt động đồ long tạ tụng chu là một người trong số đó nhưng hắn tới đây không phải để đồ long mà là để giải cứu ác long cảm hóa y ngăn ngừa ác long hắc hóa nhóm người vừa tiến vào khu rừng sâu chưa được bao lâu một trận yêu phong kỳ dị đã thổi tới vào giây phút nhóm người không thể mở nổi mắt tạ tụng chu trông thấy một cặp mắt sáng lấp lánh sau đó hắn liền bị gió thổi ngã đến khi tạ tụng chu lần nữa mở mắt liền bị những thứ trước mặt làm cho kinh ngạc đập vào mắt hắn là một núi vàng bạc châu bó bling bling quan trọng nhất ở trung tâm núi châu báu có một vị tiểu mỹ nhân tạ tụng chu nhìn nhân nhi diễm lệ trước mắt còn tưởng rằng đối phương là công chúa của việt quốc vậy là hắn một miệng gọi một tiếng công chúa nghe vậy vị công chúa trong lời của hắn liền đứng lên chân trần lào đào bước tới trước mặt tạ tụng chu nhìn bàn tay từ từ vươn tới của đối phương tạ tụng chu còn tưởng y muốn làm cái gì hắn vừa định phản kích thì bàn tay của mỹ nhân đã nhẹ nhàng chạm lên môi của hắn mỹ nhân chỉ nói ba từ với người đàn ông trước mặt ngươi ổn quá cũng vì ba từ này tạ tụng chu mới biết mỹ nhân mà hắn gọi là công chúa kia là nam. Mọi người đều nói ác long không chuyện ác gì không làm. Còn nhiệm vụ chính của tạ tụng chu chính là ngăn cản ác long trong lời đồn hắc hóa. Nhưng hệ thống cũng không nói cho hắn biết, ác long trước khi hắc hóa không chỉ là một tiểu mỹ nhân, mà còn dễ lừa dễ dỗ. Tạ tụng chu thầm nghĩ, đây nào phải ác long, đây rõ ràng là muốn hắn biến thành con rồng tà ác mà. Lúc này, tạ tụng chu hoàn toàn không biết, ác long mà hắn tâm tâm niệm niệm muốn tìm kiếm đang ở ngay trước mặt. Còn nơi mà hắn đang bị nhốt chính là sào huyệt của rồng. Tạ Tụng Chu nhìn tiểu Mỹ Nhân trước mặt nói. Gặp nhau là duyên phận. Tại hạ Tạ Tụng Chu, xin hỏi nên xưng hô với các hạ như thế nào? Mỹ Nhân không kiên nhẫn đáp lại một câu. Ngươi hỏi quá nhiều rồi. Tạ Tụng Chu nhặt một đồng vàng dưới mặt đất lên, lắc lư trước mặt Mỹ Nhân. Vậy ngươi ngồi đây có bị cộng không? Nghe vậy Mỹ Nhân nắm lấy cổ tay Tạ Tụng Chu nhắc nhở. Đừng có sờ mó lung tung, chạm vào rồi sẽ có mùi của ngươi, rồng sẽ biết đó. Tạ Tụng Chu cảm thấy khó hiểu. Vậy ngươi ngồi ở đó, nơi này chẳng phải toàn là mùi của ngươi à? Câu hỏi này làm tiểu mỹ nhân có hơi sững người, cặp mắt cứ thế ngơ ra nhìn về phía Tạ Tụng Chu. Sau cùng tiểu mỹ nhân lắp bắp nói, tóm lại, tóm lại không được sờ lung tung. Tạ Tụng Chu cũng không muốn tiếp tục tranh cãi với đối phương, hắn nhìn số lương khô không còn bao nhiêu của mình, trong lòng thầm tính toán chút đồ ăn này không cầm cự nổi quá hai ngày, đến khi đó dù không bị ác long tiêu diệt thì cũng bị đói chết tạ tụng chu đứng lên vừa định làm chút gì đó thì tiểu mỹ nhân đã bị món đồ trong tay hắn thu hút rồi hai mắt tiểu mỹ nhân sáng lên chỉ về phía món đồ trong tay tạ tụng chu đây là gì tạ tụng chu đặt thứ kia vào trong tay tiểu mỹ nhân nhẫn nại giải thích thứ này tên là ống nhòm điều khiển độ dài ngắn của nó liền có thể trông thấy phong cảnh ở nơi xa tiểu mỹ nhân chưa từng trông thấy thế giới bên ngoài chưa từng được tiếp xúc với thứ đồ chơi mới lạ này y cầm thứ kia trong tay chơi đến vui vẻ Tạ tụng chu hỏi tiểu mỹ nhân, có thể trả thứ đó lại cho hắn không? Nghe vậy tiểu mỹ nhân vội vàng ôm chặt lấy ống nhòm, nói. Ta muốn thứ này. Tạ tụng chu không nói lời nào trực tiếp đoạt lại ống nhòm từ trong tay y. Đợi ta ra ngoài liền cho ngươi. Còn hiện tại ta vẫn cần dùng đến nó. Thấy tạ tụng chu chuẩn bị ra ngoài. Tiểu mỹ nhân lẽo đẽo đuổi theo hỏi. Ngươi phải đi à? Đừng ra ngoài, ngoài đó có chim nhỏ, bọn chúng sẽ cắn ngươi đó. Nghe vậy tạ tụng chu thật muốn bật cười. Ta đường đường tạ tụng chu, sao có thể sợ vài con chim tạ tụng chu nắm lấy tay tiểu mỹ nhân an ủi không sao đâu nếu như có chim nhỏ thì ta sẽ quay lại nói xong tạ tụng chu liền xoay người rời đi còn tiểu mỹ nhân lúc này đang nhìn chằm chằm bàn tay bị đối phương nắm trong lòng thầm nghĩ phàm nhân này hắn thế mà sờ ta rồi khi bước ra ngoài cửa hang tạ tụng chu có chút bất ngờ thì ra đây chính là chim nhỏ trong lời tiểu mỹ nhân cái miệng của nó còn lớn hơn cả hắn nó đâu phải chỉ cắn người nó ăn người mới đúng tạ tụng chu chuẩn bị rời đi thấy vậy hết cách hỏi tiểu mỹ nhân cái đó chính là bọn chúng sẽ ở đây bao lâu ngươi có biết không tiểu mỹ nhân bày ra bộ dạng ta nói rồi mà ngươi không chịu tin đáp hoàng hôn đến trời sáng đi tạ tụng chu thầm nghĩ vậy chỉ đành đợi đến sáng ngày mai thôi hy vọng đêm nay ác long đừng trở về hắn hoàn toàn không ngờ vị tiểu mỹ nhân ngốc bạch ngọt trước mặt này chính là ác long thấy tiểu mỹ nhân đưa chiếc bát màu vàng tới tạ tụng chu nghi hoặc hỏi người đói à tiểu mỹ nhân ôm chiếc bát bằng vàng lắc đầu cho ngươi vàng còn cái đó cho ta tạ tụng chu thấy tiểu mỹ nhân có thể tự do hoạt động trong xào huyệt của rồng vậy chắc chắn thân phận của y không đơn giản nhưng sau vài canh giờ tiếp xúc hắn lại phát hiện đối phương thực quá ngây thơ vậy là kết luận cuối cùng của tạ tụng chu chính là tiểu mỹ nhân là người canh nhà cho ác long thấy tạ tụng chu không có phản ứng gì tiểu mỹ nhân lại sốt sáng ôm một đống đồng vàng bạc châu báu tới nói cái này cho ngươi hết thấy vậy tạ tụng chu vừa cảm thấy bất lực vừa cảm thấy buồn cười có thể cho ngươi chơi nhưng không được làm mất có biết không hả nghe vậy hai mắt tiểu mỹ nhân sáng bừng thật sao đổi lại tạ tụng chu không cần vàng bạc châu báu mà hỏi tiểu mỹ nhân ngươi có biết ác long đang ở đâu không ánh mắt tiểu mỹ nhân đột nhiên trầm xuống ngươi muốn gặp ác long đến vậy sao khung cảnh thay đổi Tiểu mỹ nhân trầm giọng chất vấn, "Lẽ nào ngươi cũng muốn đồ long?" Thấy vậy Tạ Tụng Chu có chút không biết phải làm sao. Ờm, cái đó, không phải, ta chỉ sợ nó đột nhiên quay trở về ăn thịt ta mà thôi." Tiểu mỹ nhân ngây thơ nghe vậy ngáp một cái, sau đó bày ra tư thế muốn đi ngủ đáp, "Yên tâm đi, Ác Long sẽ không ăn ngươi." Tạ Tụng Chu nhìn tiểu mỹ nhân ngủ ngon lành trong địa bàn của Ác Long, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ người này chính là manh mối để ngăn Ác Long hắc hóa buổi sáng hôm sau tạ tụng chu vừa định lấy lại chiếc ống nhòm được tiểu mỹ nhân ôm trong lòng kết quả dọa cho tiểu mỹ nhân giật mình ngươi làm gì đó ngươi muốn trộm đồ của ta nghe vậy tạ tụng chu chỉ về phía ống nhòm hỏi nó thành đồ của ngươi từ khi nào vậy ta cũng chưa từng nói sẽ tặng nó cho ngươi mà tiểu mỹ nhân giữ chặt ống nhòm gương mặt viết rõ hai từ không muốn tạ tụng chu ngồi xuống bên cạnh nhìn y trầm chầm, chầm. nếu các hạ muốn có được như vậy thì ta cũng không phải không thể cho ngươi nhưng ngươi phải cho ta biết tên của ngươi là gì tiểu mỹ nhân nghe thấy câu hỏi ngày ánh mắt ngây ngốc lặp lại tên à ta tên là lan huyền tạ tụng chu nghe vậy tiếp tục hỏi lan huyền lan nào lan huyền dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc phán xét liếc tạ tụng chu chính là lan trong lan huyền tạ tụng chu bị sự ngây thơ của y đánh bại rồi hắn thay đổi chủ đề hỏi lan huyền có muốn rời khỏi nơi đây không tiểu mỹ nhân nghe vậy tròn mắt nhìn hắn ngươi muốn đi à Tạ Tụng Chu thẳng thắn đáp, người bị bắt tới đây đương nhiên phải nghĩ cách để thoát thân rồi. Lẽ nào ngươi không muốn đi à? Lan Huyền ngồi trên đống vàng trầm mặc không nói gì, thấy vậy Tạ Tụng Chu nắm lấy tay của y, nể tình các hạ có vẻ ngoài xinh đẹp như hoa, ta đưa ngươi cùng rời khỏi đây nhé. Tạ Tụng Chu đi tới trước cửa hang động hô một tiếng, "Kiếm tới." Kết quả kiếm còn chưa tới đã bị Lan Huyền kéo trở về. Lan Huyền cúi đầu, ấm ức nói, "Ngươi không được đi." Tạ Tụng Chu thấy vậy hỏi, "Ngươi không muốn đi à?" thế giới bên ngoài có rất nhiều thứ chơi vui ăn ngon ngươi không muốn đi xem thử sao sau cùng tạ tụng chu nảy ra một ý hắn lấy bình rượu mơ đưa cho lan huyền lan huyền vừa uống thử liền bị thứ kia mê hoặc rồi tạ tụng chu dỗ dành chúng ta cùng ra ngoài rồi cùng đi uống rượu có được không nghe vậy hai mắt lan huyền sáng bừng nhanh chóng đồng ý được chúng ta đi tạ tụng chu không ngờ vừa ra khỏi hang động đã có thêm một chiếc đuôi nhỏ dính người hắn nghi hoặc hỏi lan huyền ngươi đang làm gì vậy lan huyền dùng ánh mắt tròn xoay ngơ ngác nhìn về phía tạ tụng chu đáp kiếm lạnh hành động này của lan huyền suýt thì làm tạ tụng chu không chịu nổi rồi nhưng mà tiểu mỹ nhân không chỉ ngây thơ mà còn có chút đáng yêu bởi vì người nào đó rung động nên phi kiếm không ổn định kết quả tạ tụng chu ôm theo lan huyền xoay một vòng trên không trung rồi ngã xuống đất trước khi ngã xuống tạ tụng chu cố gắng ôm lấy lan huyền còn bản thân làm tấm đệm cho y Tiểu mỹ nhân ngồi trên cơ thể Tạ Tụng Chu một lòng đòi đi uống rượu. Tạ Tụng Chu bất lực dỗ dành, "Không vội ta làm đồ ăn cho ngươi." Vậy là Tạ Tụng Chu một bên săn lợn rừng, một bên ngăn tiểu mỹ nhân hái nấm độc. Sau khi xử lý xong xuôi, Tạ Tiểu Công còn rất ra dáng trổ tài nướng thịt lợn rừng. Vừa ngửi thấy mùi đồ ăn, tiểu mỹ nhân đã hờn dỗi quay mặt đi không thèm để ý tới hắn. Muốn đi uống rượu, Tạ Tụng Chu hết cách chỉ đành lấy ra bí kíp gia truyền. Thấy vậy sự tò mò trong lòng tiểu mỹ nhân trỗi dậy, lập tức sắp lại gần hạnh phúc ăn đùi heo nướng của ông xã nhìn y ăn ngon như vậy tạ tụng chu bật cười đúng là muốn chinh phục một người phải chinh phục từ dạ dày của người đó ăn no xong tiểu mỹ nhân hài lòng ở một cái tạ tụng chu lại săn sóc dùng chú thanh tẩy giúp cả người y sạch sẽ lúc này mặt trời cũng đã ngả về tây tạ tụng chu muốn dẫn lan huyền đi ủ rượu nhưng y lại từ chối nói trời tối rồi về nhà Tạ tụng chu thẩm tính toán, nếu chỉ để giữ mạng thì hắn có thể đi rồi, nhưng hiện giờ nhiệm vụ chính là ngăn ác long hắc hóa, vậy thì chúng ta về nhà. Buổi sáng hôm sau, tạ tụng chu bị ai đó chọc tỉnh. Vừa mở mắt đã thấy tiểu mỹ nhân hai mắt mong chờ làm nũng. Ta đói. Tạ tụng chu nghe vậy lập tức cho tay vào đai áo. Sau khi sờ soạn một hồi lấy ra một quả dại, ánh mắt lan huyền trầm xuống. Tức giận hất văng quả dại tạ tụng chu đưa cho sang một bên, Lúc này, bên tai Tạ Tụng Chu liền vang lên âm thanh thông báo của hệ thống. Giá trị hắc hóa của nhân vật chính đã tăng lên 2%. Động tác gặm quả của Tạ Tụng Chu đông cứng. Cái gì cơ, Lan Huyền là vai chính. Y chính là Ác Long. Sau khi tặng cho hệ thống một ngón tay tình bạn, Tạ Tụng Chu vội vàng tiến tới an ủi tiểu Ác Long đang hờn dỗi quay lưng về phía hắn. Nếu Lan Huyền là nhân vật chính của hắn thì hắn càng không thể bỏ lỡ. Tạ Tụng Chu ngồi xổm xuống bên cạnh Lan Huyền dỗ dành, quả dại này hình như không đủ no chúng ta xuống dưới tìm chút đồ ăn đi thấy lan huyền không thèm đáp lại mình tạ tụng chu kéo áo của y nịnh nọt công tử người vừa đẹp vừa lương thiện chắc chắn sẽ không từ chối ta đâu nhỉ tiểu lan huyền ngây thơ lập tức bị thuyết phục lon ton chạy ra ngoài ngoài miệng còn kiêu ngạo nói vậy ta miễn cưỡng đi cùng người tạ tụng chu bất lực thở dài đúng là quá ngây thơ mà hai người cùng nhau tới vị trí để heo rừng săn được ngày hôm qua nhưng ngạc nhiên là Số heo rừng đó đã biến mất rồi, xung quanh lại không có dấu chân. Chính vào lúc Tạ Tụng Chu đang nghi hoặc thì Lan Huyền đã vươn tay che mắt hắn lại. "Đừng nhìn." Tạ Tụng Chu không hiểu hỏi y, "Sao vậy?" Lan Huyền chuột dạ đáp, "Đói, tìm cái ăn." Nghe vậy Tạ Tụng Chu thở dài, hắn kéo tay y xuống rỗ dành, "Vậy cũng phải dùng mắt chứ." Chân tướng sự thật chuyện heo rừng biến mất, đêm qua, một ác long nào đó đã đem số lợn rừng còn sót lại ném cho nhóm nhân sĩ đồ long. Bởi vì bọn chúng là đồng bọn của phàm nhân kia, phải nuôi thật tốt. Trở về hiện tại, thấy Lan Huyền tò mò vườn hoa bắt bướm, Tạ Tụng Chu quan tâm nhắc nhở y cẩn thận kẻo ngã. Kết quả hắn vừa dứt lời, Tiểu Lan Huyền liền vỗ éch rồi. Tạ Tụng Chu còn chưa kịp tới đỡ y dậy, đã nghe Lan Huyền hưng phấn hô lên. Tạ Tụng Chu, xem kia, là thức ăn. Nhìn đàn heo rừng đang hung tợn lao về phía Lan Huyền, Tạ Tụng Chu vội vàng xông tới bảo vệ y. Sau khi Tạ Tụng Chu giải quyết xong đàn heo rừng, Lan Huyền còn túm lấy tay hắn lắc tới lắc lùi kể công. Là ta phát hiện ra đó. Tạ tụng chu cưng chiều xoa đầu y khen ngợi. Ừ, thật lợi hại. Hành động thân thiết này làm Lan Huyền có chút sững sờ. Sau khi phản ứng lại, y hờn dỗi quay người đi. Người phàm này, vậy mà dám chạm vào đầu của mình. Tạ tụng chu bất lực thở dài. Chỉ có thể dùng đồ ăn ngon dỗ dành đối phương. Lan Huyền tò mò ngồi sát đống lửa mong chờ nhìn đồ ăn, thấy mái tóc dài của y vô tình trượt xuống tạ tụng chu vội vàng nhắc nhở vậy là lan huyền liền trực tiếp tựa vào vai tạ tụng chu xem hắn nướng thịt lúc này tạ tụng chu đột nhiên hỏi lan huyền người ở đây bao lâu rồi không muốn rời đi sao lan huyền ngơ ngác lặp lại rời đi ta từng ra ngoài rồi tạ tụng chu thử thuyết phục bên ngoài có của ngon vật lạ rượu ngươi từng nếm còn có thứ ngon hơn ta nghĩ ngươi sẽ thích nói đến đây tạ tụng chu khựng lại có điều phải cẩn thận đừng để bị người lừa. Lan Huyền nghe vậy nghi hoặc nhìn về về phía tạ tụng chu. Sau đó ghé sát lại gần hắn hỏi, có phải ngươi muốn lừa ta ra ngoài không? Nghe vậy tạ tụng chu bật cười đáp, cũng không ngốc lắm nha. Vậy thì nếu có cơ hội ngươi có đi cùng ta không? Tạ tụng chu thầm tính toán. Nếu đưa Lan Huyền tới đại lục phù sinh, giải trừ giam cầm cho y, thì có lẽ Lam Huyền sẽ không hắc hóa. Nhưng dòng suy nghĩ của hắn bị một câu. Ngươi không thể ra ngoài của Lan Huyền cắt ngang. Tạ Tụng Chu ngạc nhiên hỏi Lan Huyền lý do, chỉ nghe đối phương lạnh lùng đáp, vì ngươi muốn giết rồng. Tạ Tụng Chu nghe vậy trột dạ giải thích, ai nói chứ, chuyến này ta chỉ tới để cứu công chúa. Dứt lời, hắn vội vàng cắt thịt, muốn dùng đồ ăn để đánh lạc hướng Tiểu Ác Long. Ta dẫn ngươi đi ăn đồ ngon khắp thiên hạ nhé. Lan Huyền ngơ ngác nhìn thịt heo quay một hồi lâu, sau cùng giật lấy từ trong tay Tạ Tụng Chu bắt đầu zoomi zoomi. Sau khi dùng bữa xong lan huyền theo thói quen giang tay hướng về phía tạ tụng chu tạ tụng chu rất ngoan ngoãn dùng chú thanh tẩy làm sạch cho y lúc này lan huyền lại chỉ về mái tóc của bản thân nói muốn như ngươi bởi vì không có châm cài tạ tụng chu chỉ đành dùng dây buộc tóc của bản thân để buộc tóc cho lan huyền thấy mái tóc hắn xóa tung lan huyền tò mò hỏi tóc của người tạ tụng chu hướng về phía hồ nước bên cạnh đáp không sao vừa hay ta cũng muốn đi tắm Vậy là, tiểu ác long non nớt lần đầu được trông thấy khung cảnh mỹ nam ướt át, gương mặt lan huyền đỏ bừng, cơ thể cũng cồn cào khó chịu. Tạ Tụng Chu cũng nhận ra điểm khác thường này, hắn quan tâm hỏi Lan Huyền làm sao vậy. Nghe thấy Lan Huyền muốn quay về, Tạ Tụng Chu cũng không tiếp tục tắm rửa nữa mà muốn lên bờ cùng với y. Nào ngờ vừa liếc thấy cơ thể của Tạ Tụng Chu, Lan Huyền liền hốt hoảng hóa thành hình rồng chạy mất. Tiểu ác long lần đầu phát tình, trong lúc hỗn loạn Lan Huyền chỉ muốn cùng Tạ Tụng Chu song tu tạ tụng chu hỏi y có biết song tu là sao không lan huyền ngây thơ đáp chính là tu luyện nghe vậy tạ tụng chu vội vàng kéo giãn khoảng cách giữa hai người hắn xoa đầu của tiểu mỹ nhân cảm thấy có hơi buồn cười giải thích tâm ý tương thông thì mới có thể song tu lan huyền ngốc ngốc nhìn hắn chằm chằm sau cùng tạ tụng chu chỉ đành bất lực từ bỏ thôi vậy ta biết có nói thì con rồng ngốc như ngươi cũng không hiểu mặc dù lan huyền không hiểu tạ tụng chu đang nói lung tung cái gì nhưng y hiểu ba từ con rồng ngốc. Vậy là Lan Huyền trực tiếp dùng miệng để lại dấu vết trên vai Tạ Tụng Chu. Người mới ngốc, để giúp tiểu Ác Long trải qua giai đoạn phát tình. Tạ Tụng Chu thức cả đêm thổi khúc thanh tâm cho y nghe. Nhìn Lan Huyền ngủ say, trong lòng Tạ Tụng Chu thầm nghĩ, hắn còn tưởng Ác Long trong lời đồn tàn độc đến mức nào, hiện giờ xem ra, cũng chỉ là một chú rồng ngốc mới vừa thành niên mà thôi. Sau khi nghe xong khúc thanh tâm, Lan Huyền mơ hồ tỉnh lại, thấy Tạ Tụng Chu đang ở bên cạnh mình hai mắt y đột nhiên mở lớn. Sau đó hốt hoảng lùi lại. Vì sao ngươi lại ở đây? Tạ tụng chu thấy vậy chỉ cảm thấy rồng ngốc thật là đáng yêu. Hay là, ngươi thử nghĩ lại thật kỹ đi. Lan Huyền cảnh giác nhìn tạ tụng chu. Đêm qua ta nằm mơ một giấc mơ rất dài, còn mơ thấy ngươi. Nói được một nửa. Lan Huyền hoàn toàn tỉnh táo lại gương mặt đỏ bừng. Cái đó, không, là, mơ. Tạ tụng chu nhìn về phía Lan Huyền hỏi. Mơ, dứt lời hắn liền cởi áo để lộ ra dấu răng còn mới trên bả vai ngươi nhìn xem đây là chuyện tốt do ai làm ra lan huyền có vài phần chuột dạ cái đó đêm qua rõ ràng là ngươi trêu trước nếu không sao ta có thể như vậy nói đến đây lan huyền liền xấu hổ thay đổi chủ đề tạ tụng chu ta đói rồi nghe vậy tạ tụng chu chỉ đành bất lực đỡ chán trong lòng thầm nghĩ ai bảo chú rồng ngốc này là nam chính mà hắn cần công được chứ tạ tụng chu nắm lấy tay lan huyền đáp được, được được hoàn thành tâm nguyện của lan thiếu ra chính là trách nhiệm của ta lan huyền bày tỏ không hiểu hắn đang nói cái gì tạ tụng chu đáp chính là phải đưa ngươi đi ăn đồ ăn ngon đó lan huyền nghe vậy vui vẻ hướng về phía tạ tụng chu cười ngốc được vậy ta muốn ăn thịt heo nướng tạ tụng chu cưng chiều nhìn y được nghe ngươi hết Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu yêu thích đừng quên like share và để lại bình luận cho chúng mình biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các phần mới nhất nha.